Chúng ta sẽ có các nội dung như sau. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu qua về một số tiêu chuẩn triển khai cốt thép và cái việc triển khai cốt thép ở các cái dự án ở Việt Nam như một số nước trên thế giới. Rồi tiếp theo là quy trình tạo mô hình cốt thép mà trong online như thế nào và triển khai cốt thép như thế nào. Thứ ba đó sẽ là thực hành một số cách trình bày cách quan một số yếu tố quan trọng phải thực hiện được để có thể trình bày được những cái bản vẽ cốt thép theo dự án của tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn ACI hay là tiêu chuẩn Việt Nam. Có một số demo hay là một số ví dụ mẫu. Rồi cuối cùng là một số cái phương pháp nâng cao để tạo cốt thép trong online. Cuối cùng là hồi đáp. Đầu tiên là giới thiệu về tiêu chuẩn triển khai cốt thép. Ta sẽ có 3 phần là công tác nói chung về công tác cốt thép, các yêu cầu và thể hiện cho các tiêu chuẩn, rồi các cái tiêu chuẩn thông dụng. Nói sơ qua. Nói về cái công tác cốt thép nói chung thì hiện nay các cái xu hướng BIM đang dần trở nên rất là phổ biến trong cái ngành xây dựng, không chỉ ở thế giới mà ở Việt Nam. Thì một trong những cái mảng quan trọng của xây dựng đó chính là mảng cốt thép, detail, design detail cốt thép, rồi triển khai bản vẽ cốt thép, vân vân. Thì nó trước đây thì chúng ta hiện tại là thông dụng là sử dụng cái bản vẽ AutoCAD 2D về cốt thép, bởi vì những lý do sau đây. Thứ nhất là cái việc mà mô hình trong cốt thép trong cái phần mềm 3D á, nó thường hay phải yêu cầu một cái dung lượng máy phải đáp ứng đủ dung lượng. Rồi nếu mà chúng ta đôi khi một số cái phần mềm đáp ứng được cái điều này, dựng được 3D, tuy nhiên rằng phải tích hợp thêm những cái tool thì mới có thể vẽ nhanh được. Cái thao tác dựng 3D của cốt thép hay triển khai bản vẽ cốt thép á, nó khá là lâu. Nếu mà sử dụng cái cách cơ bản của cái phần mềm để có thể làm nhanh hơn thì người ta sẽ lập trình tool cho cái phần mềm như là hoặc là những cái phương pháp tối ưu hơn như là Dynamo hay là lập trình API cho Revit bây giờ đó. Tuy nhiên là không phải ai cũng có khả năng có thể lập trình được, hay là những cái phương pháp như Dynamo cũng khá khó khăn đối với những người dùng mà đang thực hiện những cái phần mềm quen thuộc như là AutoCAD, muốn chuyển sang 3D rất là khó khăn. Thì đó là cái yêu cầu về cốt thép trong cái việc mà nội bộ thôi. Tuy nhiên là những cái việc như là chia sẻ cái mô hình cốt thép đối với cái bên liên quan khác, những cái bên mi kiến trúc MEP mình muốn làm việc chung bên dự án mà theo kiểu BIM 3D thì, mà còn công ty mình thì thực hiện triển khai cốt thép chẳng hạn, thì cái việc chia sẻ mô hình cốt thép này nếu mà không có cái cách làm hữu hiệu hay là hiệu quả thì nó sẽ rất là khó khăn. Chỉ là giống như cái việc mà chia sẻ cái file thông thường thôi, mà muốn mà chia sẻ theo kiểu của BIM tất cả dữ liệu từ các bên mà nó tập trung về một cái nền tảng thì hiện tại là chưa có nhiều cái phương tiện có thể làm được. Tuy nhiên thì ở đây thì mình ở luôn thì trong hãng Nemetschek Holland đang đi đầu về cái mảng cốt thép và triển khai cốt thép để chia sẻ mô hình cốt thép cho những cái bên liên quan làm việc theo một cái gọi là quy trình BIM khá hoàn chỉnh. Trong cái phần tiếp theo thì mình sẽ nói chi tiết hơn về việc cốt thép như thế nào. Rồi, nói về cái việc chia sẻ cốt thép thì nó có cái nền tảng là Beamless, thì một cái đám mây Beamless mà nó sẽ link trực tiếp với cái phần mềm BIM là Olen, thì nó có thể giúp chúng ta vừa thiết kế detail thép 3D và link lên cái đám mây, rồi có thể chia sẻ cái mô hình cho các cái bên có thể cập nhật. Rồi, cái việc hiển thị nó sẽ bằng trình duyệt web nên là nó rất là để đó, có thể xem được thì nó là khá là nhẹ và hiển thị rõ ràng đầy đủ thông số của cốt thép. Đấy, nên là chúng ta có thể chia sẻ được với các bên và làm việc hiệu quả. Rồi,
Rồi nói về cái việc mà mô hình và triển khai cốt thép thì nó có một số cái yếu tố như sau. Đầu tiên là phải trình bày được một cái mặt cắt qua cái cấu kiện nó có nhiều cái cấu tạo phức tạp, ví dụ như là giật cấp hay là uốn, những cái vị trí cong vân vân, thì sẽ tạo được những cái mặt cắt trong này. Rồi chúng ta phải đạt được cái yêu cầu đó là từng cái bản vẽ nó có nhiều cái tiêu chuẩn thể hiện khác nhau cho nhãn thép đi, thì chúng ta phải trong cái phần mềm đó bắt buộc phải có thể gọi là thiết lập được những cái cách thể hiện cho từng cái tiêu chuẩn khác nhau. Mình lấy ví dụ như là ở Việt Nam thì mình hay thể hiện cái mắt thép là tách ra so với những cái thông số thép khác là đặt ở hình tròn. Rồi còn những cái quốc gia khác thì nó không có sử dụng hình tròn cái mắt thép mà là nó viết viết liền vân vân. Thì một cái phần mềm triển khai thép phải có thể đánh đánh số hay là đánh mát thép được theo tất cả các tiêu chuẩn để có thể tùy biến được, mà khi mà thay đổi mô hình hoặc là thay đổi một số thông số thì những cái giá trị nó thay đổi theo, nó phải tự động thì nó mới là một cái bước tiến so với vẽ 2D AutoCAD của chúng ta mới có thể chấp nhận được. Và không những vậy, nó phải thống kê được ngay lập tức các cái khối lượng mà khi mà cập nhật thay đổi giữa các cái lần mà chúng ta điều chỉnh đó. Đó là những ba cái yêu cầu cơ bản để có thể tạo được cái mô hình cốt thép đầy đủ thông số và chính xác, rồi theo được các cái yêu cầu trình bày. Đây là một số ví dụ, như là hình bên trái là các bạn thấy một cái tiêu chuẩn của Mỹ ACI, thì nó sẽ có đa số thì châu Âu hay Mỹ thì nó sẽ trình bày theo cái kiểu như thế này, không có cái dấu hiệu mác hình tròn cho lên cho cái mác thép, mà là những cái dòng liên tục như thế này, mác thép rồi ký hiệu của nó. Rồi hình bên phải là của một cái bản vẽ tiêu như Việt Nam, các bạn thấy thì chúng ta khá là quen thuộc rồi đó, những cái vòng tròn như thế này đó. Ở đây mình lướt qua thôi. Tiếp theo về cái quy trình mô hình cốt thép và triển khai bản vẽ trong online như thế nào. Chúng ta sẽ có 4 phần, đó là làm sao để thiết lập tiêu chuẩn trình bày trong online, rồi tạo cốt thép trong online, quá trình nó tạo như thế nào, rồi việc trình bày bản vẽ ra làm sao, và cuối cùng là tận dụng và cải tiến những cái tính năng mới hoặc là cái cách mà giúp giảm cái thời gian làm việc, tận dụng những cái bản vẽ cũ như thế nào. Tiên đó là thiết lập tiêu chuẩn trình bày. Thì trong online như đã nói thì để đáp ứng được các cái tiêu chuẩn thì chúng ta phải tùy biến được nhiều cái loại thông số, ví dụ như là loại thép bao gồm đường kính, cường độ thép, rồi gọi là gì, khối lượng đơn vị vân vân. Là những cái thông số này cho mỗi cái loại thép thì nó sẽ tùy biến khác nhau, thì chúng ta phải cho phép nhập được những cái thông số này đầu vào. Rồi cái thứ hai là khi mà thể hiện trong 3D thì chúng ta muốn thể hiện những cái vị trí uốn thép nó đúng chính xác, hay là muốn thể hiện vuông vức thì chúng ta cũng có thể thiết lập được hiển thị. Đây thiết lập cái nhãn cho thép như thế nào, ví dụ như mác thép đặt trước, rồi đến số lượng thanh thép, rồi ký hiệu của đường kính là phi, rồi giá trị đường kính, rồi khoảng cách của cái bức thép vân vân. Những cái yêu cầu thông số khác, ví dụ như là tiêu chuẩn thể hiện nó sẽ ảnh hưởng tới cái bản vẽ của mình, rồi chiều dài tối đa các bê tông vân vân. Thì để rõ hơn thì mình sẽ có thể chia sẻ với các bạn màn hình. Ví dụ là một cái mô hình, một cái dự án của chúng ta vào trong online.
backup vào thì các bạn có thể tạo được những cái chọn những cái trạng thái băng vẽ như này. Đấy. Đây là mặt thành. Rồi. Ở đây các bạn vào default chọn cross section catalog. Thì ở đây nó sẽ có những cái danh mục sẵn gửi cho chúng ta, là những cái danh mục mà ở châu Âu hay là Đức nó hay dùng, những cái loại thép như B500A, rồi ngoài ra còn có thép lưới. Đây chọn, hay chọn edit để sửa lại những thông số, cũng như cái bộ của các bạn có những cái đường kính là 6, 8, 10, 12, 14, 16, vân vân. Đó, mình có thể thêm vào tùy theo cái loại thép, rồi cái giá trị cường độ. Thì thực ra khi triển khai thì cũng không cần thiết sử dụng cái giá trị này, nhưng mà các bạn cứ nhập đúng vào. Đó. Thì khi mà nhập đường kính cứ thêm, chọn vào đây thêm mới thì nó sẽ tự động mà mấy cái giá trị diện tích hay là khối lượng đơn vị này nó sẽ tính cho chúng ta, tự động nó xuất ra hoặc là tạo mới một cái okay. Đây, hoặc là tạo mới một cái loại thép mới rất là đơn giản. Rồi. Ở đây dùng option thì chúng ta sẽ có thể chọn được không vào reinforcement này. Đây mình lưu ý ở đây nó sẽ trong online nó có những cái tiêu chuẩn sẵn có như này, thì khi mà chọn vào từng loại tiêu chuẩn nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc ghi chú mắt thép của chúng ta sau này. Ví dụ như mình chỉnh chế độ chỉnh cái tiêu chuẩn DIN N. Đó, khi mà sau này các bạn gắn cái mắt thép thì nó sẽ có xuất hiện. Đang chọn vào đây. Số 103 là cái mắt thép. Đây như thế này. Đó. Còn khi mà cái tiêu chuẩn các bạn chọn ở như như ACI chẳng hạn, hoặc là một cái vị trí khác, thì chúng ta có cách để sửa. Chọn vào đây thì khi này nó sẽ khác. Các bạn thấy để ý thì nó thêm, có thêm cái dòng là 3A103 gì đấy. Đây là cái khả năng trong online nó có thể tạo cái mask thép vừa là số vừa là chữ bổ sung trong khi với phần mềm tại Revit thì nó theo mình thấy biết là nó chưa thực hiện được cái việc mà vừa chữ vừa số. Thì chút nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Thì trong cái option thì chúng ta sẽ thiết lập được về tiêu chuẩn này, cường độ, rồi loại thép như mà nãy lúc chúng ta tạo đó, chiều dài lớn nhất, chiều dài nhỏ nhất. Thì hai cái yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà khi mà chúng ta vẽ một cái thanh thép dài, nó sẽ tự động nó nếu mà vượt quá cái giá trị lớn nhất này nó tự động cắt nối cho chúng ta, rồi ngắn nhất nó còn ngắn hơn giá trị này thì nó sẽ báo. Và những giá trị này cũng vậy, tương tự cho thép tròn, thép lưới, đây thể hiện 2D và 3D này, em có những cái dấu chữ Y này minh họa, smooth là nó tròn đều, còn angular là nó vuông vức, rồi thể hiện mặt cắt thép, mặt cắt ngang của thanh thép, hình tròn hay hình đa giác, thể hiện fill cho cái nét thép, hay là thể hiện đường double line như vậy.
rồi vân vân, những cái khác. Format là cái vị trí mà các bạn sẽ chọn hiển thị đường nét màu sắc cho cái loại thép, ví dụ schema là cái phần này đây, cái phần mà gọi là quy cách thép là chúng ta hay trích ra từ cái thanh thép thật đó. Rồi bending schedule là những cái nét của cái bản thống kê lưới này, rồi cái thép mà rải, như thép đai thì chúng ta rải trên một chiều này, thì nó sẽ có cái dạng như thế nào, nét màu sắc vâng ha. Label là cái khá quan trọng nè, tức là mình muốn thể hiện cái nhãn chú thích như thế nào thì dựa vào đây, label chọn những cái phần này bao nhiêu đây thôi, và kết hợp với việc chọn cái tiêu chuẩn lúc này, là hai cái điều này có thể giúp chúng ta thể hiện được rất là nhiều cái tiêu chuẩn khác nhau. Dù ở đây thì lúc nãy mình không có chọn hình tròn, giờ mình chọn hình tròn. Số lượng nè, thì số lượng hiện hay không thì chọn vào đây. Rồi ký hiệu 248 là cái ký hiệu có cái mã sẵn bạn lên mạng ra, ví dụ như thể hiện cái ký hiệu phi này. Rồi đường kính, đây nó có một cái hay nữa là thể hiện giá trị của đường kính theo giá trị đường kính thật hay là giá trị comment, tức là ví dụ bạn là thay vì đường kính của chúng ta là 6 là 8 là 10 thì chúng ta có thể dùng comment, tức là chúng ta có thể chú thích thêm bất kỳ cái ký tự gì, ví dụ như D 10 và D D 8 D D 12 vân vân, chúng ta có thể sử dụng cách này cũng được. Đây, đường kính, giá trị đường kính chỗ này. Tương tự những cái khác như là khoảng cách rải thép thì nó sẽ hiện theo cái mm, kích thước theo mm vân. Những cái giá trị này chúng ta có thể thay đổi vị trí, kéo qua kéo lại. Rồi cái dấu này nè là cái dấu mà xuống dòng ở đây, những cái phần mà dùng hai dòng như thế này. Còn nếu bình thường các bạn đặt một dòng thì các bạn kéo cái này đi ra làm sao ra phía sau thôi. Ở đây nó có một cái phần mà chú thích thêm, ví dụ như thép lưới, thép đai, các bạn đặt ghi đánh chữ thép đai vào đây là cái ABC này nè, mình sẽ nói thêm đó vân vân. Thì sau đó thì các bạn có thể lưu lại, lưu các cái thiết lập của cái option này đó. Rồi xong khi cần mình load lên rồi trích trích cái đường dẫn nó ra rồi nha. Đó là việc bây giờ thiết lập cái tiêu chuẩn trình bày sơ lược. Theo về tạo cốt thép, cái quy trình tạo cốt thép như thế nào, chúng ta có thể tạo được những cái cốt thép như dạng sau đây, ví dụ như một cái những cốt thép như là cho tường cột trong cái tầng như vậy. Đó là tạo cốt thép ở bên hình bên phải là cái móng và trụ cầu của thép đã dựng. Thì các bạn có thể xem qua một cái video như sau, mình đã chuẩn bị rồi. Thì trong cái online 2021 bản mới nhất của chúng ta nó có thể có khả năng cải tiến hơn rất là nhiều so với những cái phiên bản trước, nó sẽ giúp chúng ta có thể load dự án rất là nhanh. Từ cái dự án này mà kiến trúc có rất nhiều cái đối tượng như là kiến trúc, như là cửa,
lớp hoàn thiện rất là nhiều, nó có thể load được khá là nhanh. Và đặc biệt là dự án về cốt thép, một cái tầng cốt thép vậy à, nó xoay, chúng ta có thể quan sát trong cái mô hình khi mà liên linh lại rồi xoay mà nó không sực lắc. Đây là một dự án kiến trúc, đây là xem một cái tầng này. Đó, tương tác vừa 2D vừa 3D nha. Đây, một dự án. Cái phần này rất là nhanh. À, load dự án lên cái phần cốt thép này trong vòng 7 giây thôi. Đây. Khi mà mới ra mắt cái phiên bản 2021 này, mình rất là ấn tượng về cái việc mà xử lý cốt thép không giật lag máy tính như thế này. Lót một cái đường hầm khác. Đây, sau đây là vào một cái đốt hầm. Trong đốt hầm này chúng ta chỉnh mờ lại để có thể nhìn thấy cốt thép bên trong. Sau 23 giây, toàn bộ thép dày đặc chi tiết của một đốt hầm. Đây, đây bạn thấy, à, chỉnh cái chế độ wireframe. Này mà bên cái phần mềm mà hành bây giờ thì nó khá là đắt. À, quan sát nội tại trong phần mềm. Và khi mà mình nói thêm là khi mà up lên đám mây như ví dụ như Beamless thì nó càng nhẹ hơn nữa. Đó. Ngay cả dùng máy tính bảng, máy tính mà không cần cài đặt cái phần mềm Beam nào hết, chỉ cần truy cập được trang web là có thể mở được. Đó, đây. Tương tác trực tiếp giữa cái cắt bên này với lại mô hình 3D thép bên này. Sơ lược là vậy, tí nữa mình sẽ thực hành. Rồi tiếp theo là trình bày các cái bản vẽ. Thì chúng ta có thể thấy trên hình thì ở đây là một cái một số bản vẽ hai cái mặt cắt thể hiện với cốt thép trong này rồi đường đinh thép. Như đây là một cái bản vẽ theo thị trường Việt Nam. Đó, nên nó trình bày được. Bao gồm ví dụ như những cái thép đại cọc nè. Nó gồm một cái thép thép lớp trên, thép lớp dưới, thép biên, chip U. Rồi bên này trụ cầu thì nó có thép cong này, thép các cái lớp vật. Rồi khi mà thực hiện tạo cốt thép sau rồi đim gắn nhãn cho cốt thép rồi á, thì chúng ta sẽ tạo tiếp tục cho các cái tầng ở phía trên. Thì chúng ta có thể dựng lại. Tuy nhiên thì nếu mà cái cấu tạo của cái tầng ở phía trên hoặc là bản vẽ khác nó rất là giống, thì chúng ta thay vì vậy thì mình copy qua
từ dưới lên trên mà copy theo cái kiểu 3D, vừa mô hình cốt thép, vừa bản vẽ, vừa mặt cắt, thì cái điều này rất là vượt trội. Nó sẽ giúp mình giảm cái thời gian thao tác và đẩy nhanh dự án hơn. Đó. Tức là tất cả giống như ở trên dưới, mà nếu mà cấu tạo và bản vẽ rất là giống, chúng ta có thể copy ngay lập tức lên trên và chỉ chỉnh sửa một ít thôi là có thể tạo ra một cái bản vẽ mới y hệt trong vòng khoảng 5 phút như vậy. Rồi không những thế, chúng ta có thể lưu các cái định dạng, ví dụ như bạn muốn thống kê thì một cái công ty hoặc là một cái nhóm có thể dùng chung cái file này, chúng ta lưu vào wizard để có thể sử dụng chung một cái mẫu, và các cái favorite là các cái thiết lập cài đặt thể hiện, ví dụ như option lúc nãy đó, có thể lưu lại rồi đưa vào một cái vị trí cài đặt, rồi chúng ta có thể sử dụng, tái sử dụng để nó đồng nhất với công ty chẳng hạn. Về cái phần mà copy gốc thép thì các bạn sẽ tham khảo như sau. Đây. Đây, mình có một cái cốt thép cột. Đây, với một số bạn mặt cắt là thể hiện được cái bản vẽ cột đi. Đó, chúng ta tắt hết các cái phần liên quan, chỉ thể chọn cái mô hình thép mà thôi, mô hình và mặt cắt. Rồi chúng ta copy và paste dán trên cái vị trí bản vẽ mà chúng ta muốn lưu. Thì khi này cái cốt thép và mặt cắt nó được copy qua, nhưng mà vẫn giữ vị trí trong không gian như vậy, chỉ thay đổi cái vị trí bản vẽ mới thôi. Đó. Giờ chúng ta cần phải di chuyển lên theo cái chiều cao 3500. Đó. Đây là cái chức năng mà di chuyển nè, move link, tại vừa nâng cái vị trí cốt thép vừa nâng mặt cắt. Chứ bình thường là những cái phiên bản trước thì chúng ta di chuyển mặt cắt đi thì nó sẽ mất cái đinh thép, hay là di chuyển thép ra khỏi cái vùng mặt cắt hiện tại thì nó cũng mất luôn. Và bây giờ chúng ta có chức năng vừa di chuyển cả hai. Thì khi mà đã lên di chuyển lên rồi thì nó chỉ nhận cái mặt cắt và nhận thép thôi. Thì muốn lên các cái cốt kiện khác thì chúng ta sửa. Đó. Mặt cắt này nó sẽ cắt qua những cái cốt kiện nào mà nó hiện lên trên. Đây là vị trí ở tầng trên với các cái tim thép đã có sẵn, và chúng ta chỉ cần chỉnh sửa một ít vị trí mà chúng ta mong muốn nếu cần thôi. Đây mình sẽ link lại để vừa tầng 2 và tầng 1 luôn để chúng ta quan sát. Này, cốt thép tầng dưới và cốt thép tầng trên. À, mình vừa copy lên. Đây. Tuy nhiên là cái bản vẽ mới cũng được copy lên luôn, là những mặt cắt mới đó. Đó, như vậy. Còn đây là mặt cắt cũ này, mặt cắt ở phần dưới này, đó, y y hệt. Đó, rất là nhanh. Nếu bạn làm theo cách này thì tất cả những cái bản vẽ giống nhau giữa tầng dưới và tầng trên thì chúng ta có thể copy lên. Đó là cái cách copy. À, còn những cái phần như là lưu lại cái bảng thống kê vân vân, ví dụ như mình muốn thống kê này, đây thì chúng ta có thể có những cái thư mục để lưu. Trong con len nó sẽ có mặc định là những cái bảng thống kê có sẵn này.
Ok, thì mặc định là chúng ta có như thế này rồi. Bây giờ muốn tạo những cái bảng kiểu khác thì mình đã tạo rồi. Đây, theo tiêu chuẩn Việt Nam này đã chỉnh sửa rồi. Một bây giờ nó nhiều chấm quá nhìn hơi khó chịu, chúng ta có thể ẩn nó đi ha. Đó, đây mình cũng cùng cùng là một cái bảng như vậy thôi, à, sửa lại các cái thông số theo cách trình bày mà tiêu chuẩn Việt Nam, các văn bản Việt Nam hay sử dụng đó. Thì sau này khi mà cập nhật thì chúng ta phép gì đó, những cái bảng này nó thay đổi theo nha. Thì những cái vị trí này chúng ta sẽ lưu lại vào cái thư mục như là project, private, office. Thì cái buổi về học cái bảng thống kê mình sẽ nói rõ cái chi tiết này, làm thế nào để thiết kế và lưu lại vào ngày 4 tháng 2, một cái buổi về tạo những cái bảng này theo cái ý muốn của mình, theo cái tiêu chuẩn mà các bạn muốn. Mình sẽ nói về cái phần này. Đó, như còn wizard. Đây, wizard. Nếu mà mặc định của nó mình có lên thì nó sẽ có như thế này. Tức là khi mà bạn cần tạo những cái đối tượng tương tự như vậy, theo một cái mẫu, đặc biệt là như trong dựng cái mô hình đi, thì chúng ta cần những cái tường cột đúng cái thuộc tính như vậy, chiều dày như vậy, đó, cái độ ưu tiên vân vân, cái màu, thì chúng ta thay vì phải dựng lại rồi chỉnh lại, nếu mà bạn sơ sót thì nó sẽ bị sai không đồng nhất, nên là chúng ta thường đó là sẽ lưu lại trong wizard như thế này. Rồi khi cần sử dụng, chúng ta nắm kéo ra bên ngoài. Rồi chúng ta chỉ thay đổi cái chiều dài cho nó thích hợp thôi, hoặc là phải chuột vào rồi map, thì nó cách làm cũng tương tự nha. Đó, như vậy. Đó là layer mình chưa có chỉnh. Không sao hết. Khi mà bạn share được share cái phần layer cho phép thì mới có thể sử dụng được, còn ở đây chưa share thì nó sẽ báo, thì cái phần này mình cũng không có sao hết. Bạn hãy biết lưu lại như vậy là cũng được rồi. Lúc trước mình có tạo một cái wizard về bây giờ đây mình có lưu ở trong bảng 2020, đã lưu những cái gọi là cái những cái đường kiểu đường nét hay là kiểu thể hiện kiểu H hay D mà cái phần nó lên nó còn một số hạn chế về, về thể hiện 2D, tại vì khi mà bạn thực hiện kép á nó không có giới hạn ký hiệu như thế nào, cái kiểu đường như thế nào á thì nó cũng có thể sử dụng được, cũng có thể tạo ra, nhưng mà trong online thì có một số vị trí mà chúng ta phải kết hợp cả 3D lẫn 2D, thì những cái 2D này á để quản lý tốt thì sẽ lưu lại vào trong cái wizard này. Như vậy dẫn sơ qua rồi chúng ta tiếp theo trình bày văn bản cốt thép theo một số tiêu chuẩn. Đây chúng ta vào cái phần này nói kỹ hơn. Rồi nó bao gồm là tiêu chuẩn châu Âu là trình bày như thế nào, tiêu chuẩn ACI, rồi tiêu chuẩn Việt Nam. Đây một cái bản vẽ theo tiêu chuẩn châu Âu, ở đây là theo Đức nha. Bạn có thấy nó vừa trình bày được cái mặt cắt 3D như vậy, rồi những cái cấu tạo thép phức tạp, đây là một cái móng sân bay, đây móng thôi. Đây
Thì ở đây người ta ở châu Âu thì người ta hầu như là chỉ yêu cầu các thông số và mô hình 3D là chính, cho nên các cái cách trình bày về nhãn thép nó không có quá cao, nên là chỉ những cái thông số đầy đủ cơ bản là được rồi. Như trên hình thì mình sẽ mở bản vẽ thật cho các bạn xem. Các bạn vẽ bản vẽ như vậy. Đó, có một cái mác thép thì thường là hình tròn như vậy. Rồi đây là số lượng thanh thép ký hiệu V20, cách là 15 cm. Ở châu Âu thì người ta hay dùng cm. Rồi những cái ký hiệu chú thích thêm, ví dụ như thanh này là thanh gia cường thì người ta đặt cái ký hiệu như vậy. Này, lớp thứ nhất layer 1, layer 3 điểm từ ngoài vào trong ha, 1 2 3. 1. Nó tương tự như vậy. Đó. Rồi đây là mặt bằng móng nhìn trên xuống. Là những cái thanh thép mà rải thì người ta sử dụng cái mũi tên như vậy đây. Đó. Rồi, ở dưới là những cái gọi là quy cách thép. Bài khá là cơ bản và đầy đủ có thông tin. Rồi những cái vị trí như là thép nó thay đổi kích thước chung là 18 nhưng mà nó 18.1, 18.2. À, thường là những cái vị trí như là cái cạnh xiên, cạnh vác, cái tiết diện nó không đồng nhất thì cái thép nó sẽ thay đổi theo. Người ta sẽ tạo ra cái loại thép mà nó biến đổi kích thước lần lượt như này. Đó. Thì cái vị như vậy như 19.1, 19.2, bạn muốn 19.A, 19.B cũng được luôn. Thì nó phụ thuộc vào cái việc chọn cái thiết lập cái option tiêu chuẩn ban đầu đó. Đó. Tương tự như vậy ha. Rồi, cái bảng đây là tiêu chuẩn ACI. Thì ACI người ta trình bày lại khác nữa. Nó phức tạp hơn một tí. Đó là đây, cái mác thép người ta muốn thể hiện vừa có số vừa có thêm chữ 7S chẳng hạn. Thì cái 7 này là cái đường kính người ta muốn ghép vào chung cái mác thép để khi mà thống kê nó phải có được cái giá trị đó này, 7S này, 1.8 như này. Thì làm sao mà có thể tạo được những cái mắt thép như này, nó phải liên kết với cái thanh thép để tạo ra chính xác. Khi mà thay đổi thép thì cái kia cũng phải thay đổi theo, chứ không phải mình ghi cái nét 2D vào đó là không có đúng. Ở đây thép rải thì nó sử dụng như này, 2x là hai lớp bên ngoài bên trong nha. Rồi 8 số lượng nha. Phi thì ở đây nó dùng là thăng 5, là cái kích thước của cái thanh thép theo cái tiêu chuẩn của nó. Rồi đây là cái gì nhỉ? Đây là bên phần này là khoảng rãi nè. Này chính là chiều dài. Đó, thì những cái thông số cơ bản như vậy. Ở đây nó có một cái cách, những cái thanh lẻ thì nó sẽ chỉ vào a còng, chú thích là thanh u. Rồi cái mác thép, rồi đường kính, số lượng. Đó, kiểu như vậy. Đó, chúng ta sẽ phải thể hiện được. Đó. Rồi đây. Đây. Dài.
Đó, và cái chiều dài theo cái tiêu chuẩn của Mỹ thì nó là như này, inch, in the feet và inch. Nó từng đồ dài từng đoạn thép trích chung với bản vẽ luôn. Đó, như vậy. Rồi một cái bản vẽ tiêu chuẩn Việt Nam đi. Thì bản vẽ tiêu chuẩn Việt Nam thì chúng ta nó là quen thuộc rồi, mình ở Việt Nam mà. Thì đây giống như F3 chỉ vào những thanh thép nha, D25. D25 là cái đường đường kính nè, D25. Rồi phi ở khoảng cách là 20 nhầm 150. Ba lại chú thích cho nó. Đây, cái quy cách thép thì mình sẽ thể hiện bằng cách như vậy. Như này nó khác với cách mà tiêu chuẩn Đức. Chuẩn Đức thì người ta làm đây này, chỉ cần mắt thép tròn rồi 10 phi 25 L. Còn bên Việt Nam thì nó lại là như vậy, nó chia ra cách thể hiện nó khác. Đó, dài chỗ này thì nó không cần thể hiện uốn này. Rồi cái thống kê tên thanh là F, nó vừa chữ vừa số. Bình thường là phần mềm là chỉ số thôi, bây giờ có chữ số mà A B phía trước phía sau nè, rất là khó. Tuy nhiên thì chúng ta cần có thể chỉnh sửa được trong online. Rồi thì nó chỉnh sửa như nào mình dẫn luôn nha. Đây như mình đầu buổi mình có nói qua rồi cái phần này rồi, tức là cái việc sử dụng option đó để điều chỉnh lại các cái phần. Thì ở đây bây có những cái khó như sau. Đầu tiên là tiêu chuẩn Đức cho nó dễ nhất, chúng ta chọn đây cơ bản nhất ha. Ok, chúng ta chọn Apple Edition. Đây, nó sẽ hiện lên cho chúng ta luôn cái để ý. Thì bạn sẽ chọn mắc number nè, là cái mắc thép. Rồi số số lượng thanh và chiều dài nó sẽ hiện lên cho chúng ta như vậy. Và lúc nãy là mình chưa có chọn cái tròn cho nó rồi. Sẽ có nha. Đó là bạn thấy giống cái cách thể hiện của chủ chữ Việt Nam chưa? Thì mình có thể đặt thêm những cái test cái này là cái leader. Đó, thép đi đến đâu thì nó sẽ đánh dấu như vậy. Rồi chúng ta sử dụng lệnh schema để tạo cái phác đồ thép, hay gọi là cái quy cách thép đó. Đây đặt xuống thì đây hiện tại là nó tạo theo cơ như vậy này. Đó, cái này là mình chưa có cách ra cho nó, thì các bạn vào đây để chỉnh lại. Đang muốn nè, 22 phải cách ra so với ở đây nó thiếu cái gì đó. Bánh một là nó phải sẽ cách cái này ra cho mình. Phi 12. Không.
bỏ cái này đi nha, là chỗ này là một ở đây rồi. L trước L là à, tạm thời lại vậy. Ok rồi, các bạn tạo lại hoặc là các bạn thay đổi kích thước thì nó tự động nó ui. Thêm lên 500 nữa. Đó, nó thay đổi nè, vị trí này nó cách ra cho mình. Khoan khó tạo lại. Đó, khoan này nó tách ra. Đó, theo cái yêu cầu của thể hiện của mình. Muốn như thế nào đó. Nó sẽ có cái kích thước của từng thanh, từng đoạn. Đoạn này, đoạn này. Rồi kích thước phần uống. Hay là theo cái mình xem lại. Đây tương đối theo cái này. Dấu phẩy thì mình chỉ thêm cái gì chú thích được à, muốn mà đinh thép theo cái kiểu của không tách này ra, ta làm lại nha. Bỏ cái này đi, không thể hiện hai đường đường kính spacing như này. Đây thì có thể chọn theo kiểu fan và là kiểu dimension line. Dimension line thì chúng ta chọn nhiều cái kiểu mũi tên thước này theo kiểu mà dim bình thường ha. Bây giờ chúng ta có thể chọn kiểu nhiều kiểu kiểu này đi, mũi tên đen. Đó, như vậy nè. Đó. Rồi cái ba marker à, muốn thể hiện không thể hiện cũng được. Đó. Rồi bên này cái leader and symbol này nè, tức là cái vị trí mà cái nét này nè giao với cái đường này, nó có tạo một cái nét mới hay không. Toolet. Đây. Rồi cái custom test thì chúng ta có thể ghi chú thêm vào, ví dụ như này là stirrup. Đây mình sẽ cắt thêm cắt ra đó, cách thể hiện như vậy. Thì khoảng cách hay không thì bạn hãy chỉnh lại trên cái option nha. Giữ shift xóa nè. Rồi. Đó là tiêu chuẩn phía châu Âu. Rồi phía ở đây nó có cái biến thiên. Không, biến thiên thì tương tự thôi, chúng ta chỉ cần đổi cái tiêu chuẩn thể hiện mà mình nói lúc nãy đó. Thì nó cũng đổi theo cái kiểu mà chúng ta muốn, ví dụ như 20.1, 20.2 thành 20.A, 20.B đó. Các bạn thay đổi luân phiên những cái giá trị này à, cái tiêu chuẩn là sẽ được. Ta qua cái phần về đây tiêu chuẩn này, những này làm sao đây để hiện được. Thì đây nó khá là quan trọng, giờ mình sẽ xóa đi, ta chọn lại cái tiêu chuẩn ECI này. Rồi, phải chuột vào
phải có được một cái attribute mà có thể hiểu là cái thuộc tính, đó tức là rebar, refit nha. Cái thuộc tính này nó phải có thì chúng ta mới có thể ví dụ B phần 3 luôn, KB đây này, cái repair mask này thì bạn chưa cần. Cái repair mask này á là phục vụ cho việc nếu thể hiện theo tiêu chuẩn việc thì chúng ta sử dụng, còn bây giờ tiêu chuẩn ACI chúng ta chỉ cần dùng cái này là được rồi ha. AB nè, rồi im nó lại vậy đi, thấy không, AB 103 có luôn cho chúng ta. Rồi bây giờ có một cái bảng thống kê ta, rồi ACI này do mình có thêm cái thuộc tính rebar mask nên nó ghi vào đây. Chúng ta thử cái SCI mặc định của phần mềm xem. Đây. Đây, cái mask của thép nó sẽ thành như vậy. Do mình đặt cái rebar refit đó, tức là trước cái mắt thép nó tự động nó hiểu là ba chữ số, và cái rebar refit khi mà chúng ta thêm vào đó thì nó sẽ bỏ vào đây. Thì bạn xem lại cái bảng có thể thêm cái chữ nè, mình đang thể hiện cái chữ. Còn cái việc mà gắn cái số này ở phía trước thì chúng ta lại thêm một cái thiết lập nhỏ nữa. Bạn vào này, cần mở cái file này lên, chọn vào service etc này, etc ha, gọn vào nát code. Đây. Đây, những cái file thiết lập cài đặt của chúng ta. Như hình như là 016 thì cái thứ tự này nó phụ thuộc vào cái thứ tự cái tiêu chuẩn điểm từ trên xuống. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cho đến nên là 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5. Đây. Đâu rồi? Đây. Aha. Chọn một setting này. Không, cái file về ACI. Mở lên nó có tên này luôn cho mình sẽ biết. Rồi bạn muốn tạo thêm một cái khối lượng bê tông mới đó thì bạn cứ thêm vào đây. Tương tự như mấy cái tiêu chuẩn khác thì thêm vào một cái dòng là nó tự động nó tạo mới cho chúng ta giá trị. Rồi cái chỗ mình muốn nói là ở đây nè, các bạn phải bật cái thuộc tính này lên, sử dụng use rebar mask attribute, tức là khi thống kê cái mask thép nó tự động nó sẽ sử dụng cái này, nó sẽ vừa có chữ vừa có số và sử dụng rebar refit infant, chọn một có thể là không đó, không và một chúng ta chuyển thành một, và một cái nữa là sử dụng ba size in max ba chọn thành một, cái vị trí này nè đó, chọn thành một lưu lại đó, có thể tắt đi nha, tắt đi mở lại
Thì mở lên lại thì chúng ta sẽ có thể đim thép được mà theo cái tiêu chuẩn này nè, nó gắn cái số ở phía trước luôn. Rồi trong thời gian chờ đợi thì chúng ta đi tiếp cái phần còn lại của bài. Phần đó, phần này là sẽ là đó, tiêu chuẩn ACI á, thì mình cũng nói lúc nãy rồi, đây là một cái bản vẽ thể hiện theo tiêu chuẩn ACI rồi đó, cũng làm theo những cái mình hướng dẫn ở trên đó, chỉnh sửa một ít cái file cài đặt Nastcode đó, là nó sẽ vừa có chữ vừa có số 3E001 à. Rồi phần này cũng như là 37H004 beam top, rồi bên dưới cũng vậy 6E013 beam top đó, nó sẽ đưa được vào cái thép rồi vừa thống kê được đúng theo cái giá trị này luôn. Còn đây là tiêu chuẩn Việt Nam thì mình có nói lúc nãy rồi đó, tách thường là tách cái mắt thép riêng ra, separate nó ra trong cái option đó. Rồi những cái vị trí khác thì nó cũng làm tương tự như cái chọn cái tiêu chuẩn lúc nãy, rồi chỉnh cái file Nastcode đó. Rồi cái phần còn lại là cái phần mà vẽ thép nâng cao, mình sẽ làm nhanh hơn. Thì nó bao gồm là sweep, extrude bar, along path và tận dụng smart symbol, rồi visual scripting, smart path, along path. Đây mình nói qua đây, chúng ta thấy một cái dữ liệu, một cái mô hình thì thường như dầm rồi cột có tiết diện không đổi đi, thì những cái này chúng ta có thể tạo cốt thép trong online nó quen thuộc rồi. Các bạn tạo đường kính, các bạn tạo cái thép trên mặt cắt ba xếp đó, rồi bạn rải theo cái đường chọn rồi nó ra. Tuy nhiên thì thay vì làm từng bước các cái thanh styrup rồi thanh thép dọc, thì chúng ta có thể tạo một cái mặt cắt như vậy nè, lưu lại trong Smart Symbol, rồi chúng ta quét theo một cái đường, chúng ta chọn cái lệnh mà extrude along path là nó chọn cái tiết diện, rồi chọn cái kéo ra chọn cái tiết diện, xong rồi chọn cái đường, nó tự động nó tạo ra nguyên cái thép cho cái cột luôn, hoặc là tạo thêm thép cho cái dầm luôn, nó nhanh hơn khá là nhiều so với việc dựng từng cây. Rồi bên hình bên phải là hình bên trái là chúng ta tạo những cái cấu kiện thẳng đơn giản nha. Còn khi mà làm trong hạ tầng đi, những cái cấu kiện mà cong như là dầm cầu như vậy thì nó cũng phải áp dụng cái phương pháp mà extrude is web sweep bar along path này nè, để nó quét theo cái đường cong, chúng ta không cần phải dựng theo cách thông thường thì sẽ rất là khó. Đây mình sẽ cho bạn xem cái video. Đâu nhỉ? À đây. Ta sẽ tạo tại vị trí đầu của cầu đi. Rồi. Rồi như những cái cách thông thường mà chúng ta vẽ cục thép, chúng ta dùng lệnh ba xếp nè, vẽ cái thép mà chúng ta mong muốn lên cái mặt cắt cho chính xác, đây là quen thuộc rồi, chỉnh cái đoạn đầu đoạn cuối hay là đường kính cho nó đúng.
Rồi tiếp tục, đây là cái thao tác cơ bản rất là dễ dàng. Đây mình nói về cái lệnh script rút long bát này, sẵn nói ôn lại cái cách vẽ thép của online cơ bản luôn. Sweep đây, quét cái mặt cắt này, đây chọn spacing và sau đó chọn các cái đường nếu quét, thì khi mình cái cầu này, những cái đường cong này các bạn ở đâu ra, thì những cái đường cong này khi bạn dựng grid mà các bạn rút theo đó, hoặc là chuyển từ online grid qua, thì chúng ta có sẵn những cái đường này rồi, chọn những cái đường này thôi. Rồi thép nó tự động quét đi hết cầu, thấy không? À. Thì cái thép dọc cũng tương tự như vậy, chúng ta tạo cái chấm rồi nó cũng quét theo cái dọc. Đây là dọc theo cái cáp này. À, mình cũng tạo spa shape rồi chọn cái thông số vậy cho đúng. Ta xếp đẹp đẽ như 2D luôn. Đây là cái plane mặt bằng của online nè, là vẽ như 2D trong AutoCAD thôi. Thực chất thì chúng ta phải dựa vào đây và tạo 3D. Và copy nó lại, copy lại. Rồi cũng là sử dụng Swift 3 Lombard này. Extrude thì tức là cái thép vẫn giữ hình dạng đó và quét theo cái đường. Còn Swift là cũng theo cái đường, nhưng mà cái kích thước cái thép á, nó sẽ tùy biến theo cái đường đó. Nói xong rồi đó các bạn, anh vui chưa? Cũng có thể các bạn quy định được cái vùng đầu tiên thì nó có khoảng cách khoảng rãi nhỏ, rồi cái vùng ở giữa thì cái khoảng rãi nó thưa ra do yêu cầu chịu lực, chúng ta không cần phải cao như những cái vùng đầu gối chẳng hạn. Đó. Có những cái đường nữa đâu đó, nó quét đi luôn. Tiếp theo ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cách cái khả năng tạo khúc thép của nó như vậy. Đó, các bạn có thể hình dung được. Rồi qua bên này thì chúng ta quản lý nó theo kiểu object ẩn hiện cái thép. Nếu muốn hiện lên dùng object rất là dễ dàng. Theo cái mát thép luôn, các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. Nó luôn luôn có cái bảng sẵn như vậy. Rồi sau đó đem gắn cái nhãn thép như mình hướng dẫn lúc nãy theo các cái tiêu chuẩn mà mình mong muốn là được. À, đây là tạo cái đầu thép nè. Thấy mà thấy số 1 đó. Rồi gắn nhãn thép lên này. À, cái này là cơ bản nhất. Mát thép với đường kính. Rồi xuất bản thống kê, chúng ta có thể thiết kế một cái bản thống kê theo cái tiêu chuẩn nào bất kỳ luôn. Thì một cái buổi tiếp theo về online mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế những cái bản này trong legend lẫn là report. Thì chuyện có hơi mắc là cái bài này là nói về cốt thép. Rồi tiếp theo nha. Rồi thì nâng cao hơn cái việc mà sử dụng những cái công cụ có sẵn trong online để tạo cốt thép, thì chúng ta có một số cái công cụ như là
Visual Scripting trong Erlang, giống như tương tự như Dynamo trong Revit thì các hoặc là Rustifer trong Rhino. Các bạn có thể điều này nó sẽ giúp cho những kỹ sư, kiến trúc sư mà không có kiến thức về lập trình mà chúng ta vẫn có thể tạo được những cái đối tượng tự động này, thay đổi thông số này. Thì chúng ta cái ý tưởng của nó là từ các cái node cơ bản mà nó đã cung cấp cho chúng ta trong phần mềm, chúng ta sẽ nối các dữ liệu input và output cho cái node đó và cuối cùng sẽ tạo ra được cái đối tượng, một cái đối tượng ví dụ như dầm cục thép như thế này, với các thông số ở bên trái chúng ta ví dụ như thay đổi kích thước dầm là thép ở trong này nó là đổi theo cái ý mình muốn. Đó là Visual Scripting. Rồi mình nói luôn là về có SmartPath và PythonPath, thì cái này là phải cần cái kiến thức về lập trình, phải viết. SmartPath là sử dụng ngôn ngữ của Erlang. Trong phần tạo SmartPath nó có cái giao diện chúng ta viết trực tiếp. Còn PythonPath thì chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ Python và liên kết với phần mềm với Erlang qua một cái sử dụng cái phương thức cộng khác, rồi sau đó chúng ta copy vào cái thư mục cài đặt thì nó tự động nó tạo trong cái online phần này. Nó giống như các bạn hiểu là nó là một cái tool add-in, cái add-in cho cái Python thôi, cái công cụ hỗ trợ mình viết thêm vào. Còn SmartPath thì khi mà các bạn tạo rồi đó, nó có là một cái file sẵn rồi bạn chéo vào trong online để sử dụng hoặc lưu lại trong cái thư mục của online thôi. Rồi thì mình sẽ minh họa nhanh cho các bạn về ba cái công cụ này nó như thế nào. Lúc nãy mình ở đây làm ở đây luôn đi. Ta sẵn thì chúng ta quay lại lúc nãy. À, 3A01 nè bạn. Tức là cái kích thước là nó đi vào rồi. Đây ha. Cái 10 là cái đường kính của chúng ta nè. Nó đưa cái đường kính này vào cái thanh thép, cái mát của chúng. Cái giá trị đường kính rồi cái mát thép. Các bạn muốn đầy đủ thì chúng ta ví dụ như mình ở đây mình phải chuột nè, mình gắn thêm một cái attribute mới cho nó có tên là hoặc engineer nha, chọn prefix. Okay. Chọn HP đi. Rồi bây giờ làm lại. À, có cái AB này. Rồi, cái công cụ mà mình muốn nói phần tiếp theo đó là vào đây, Visual Scripting. Thì các bạn có thể mở cái action bar configurator này lên rồi thêm cái công cụ này vào thôi. Bình thường chế độ action bar thì nó chỉ hiện những cái công cụ quen thuộc hay sử dụng thôi, cần thì cho bạn gắn vào.
Đây. Cái Visual Scripting, cái giao diện nó vậy. Hoàng thị tạo cái thanh à. Cái nút nè, mình gõ vào đây à, nó sẽ tạo cái nút cho chúng ta. Rồi à, các bạn dò vào ở đây thì nó cần cái giá trị đầu vào là gì và giá trị đầu ra là gì. Rồi chúng ta sẽ à, còn những cái vị trí này là những vị trí chúng ta có thể gắn cái thông số vào. Sau khi mà đã tạo xong á à, thì chúng ta có thể nhấn nút Start. Thì cái đối tượng chúng ta tạo mới ấy, nó sẽ à, hiện trên 3D và cái thông số nó hiện bên trái này. Rồi. Thì chúng ta có thể open và các cái thư mục này, sample này là những cái mẫu nó đã có sẵn, thì mình có thể mở lên một cái vụ specimen đi à. Stirrup, xem stirrup nó tạo như thế nào đó các bạn thấy. Thì các bạn sẽ đi từ một cái từ phía sau về phía trước. Đầu tiên là các bạn phải có cái close stirrup, thì các bạn cần phải có những cái giá trị nào à, cái cạnh cần có, rồi giá trị property của thép, rồi bạn từ đó các bạn cần những giá trị gì, các bạn sẽ đi ngược về phía sau. Sau đó à, khi mà các bạn đã tạo xong rồi nè, các bạn chọn lưu lại và chọn vào một trong những cái thư mục mà các bạn muốn. Thường là đặt ở trong đây là của online, thì khi mà mở library thì nó sẽ à, lưu lại nè chưa. Rồi khi mở library lên, private visual written. Thôi. À, tương tự như vậy. Nó sẽ tạo một cái đối tượng. Ở đây do đặt nó bị thiếu cái à, cái ý tưởng là vậy. Thì cái buổi webinar sau sẽ có một cái phần nói về Visual Scripting à, kỹ hơn. À, sẽ chia sẻ với các bạn về phần này. Rồi, về SmartPath mình sẽ nói SmartPath thì quăng qua một cái bảng trống đi. SmartPath thì chúng ta có thể đây. SmartPath khá là dễ sử dụng. Tạo SmartPath và kéo vào. Rồi, nó cũng tương tự ba Visual Scripting lúc nãy đó. Đây, nó review cho mình nè. Rồi, thông tin gì? Chiều dài của móng, chiều rộng của móng. Rồi, rebar x y với những cái giá trị nào, xem width bottom. Rồi, pin hai đầu. Giá trị gì? Đó, mình sẽ đặt vào. Đây, đây vậy nó viết sẵn rồi. Rồi close. Rồi nhấn escape. Đây à, là một cái khối cấu kiện như vậy. Thì cái viết à, viết cái SmartPath này cũng không quá khó khăn, bạn có thể tìm hiểu thì bạn sẽ làm được đó. Rồi về Python Bash thì nó cũng cách để chúng ta nâng cao cái hiệu suất lên thôi, và hay là lập trình được bằng Python. Cái mình sẽ cho liên kết tầng một cái tầng hai lại nè.
Chuột sao này? Thì chúng ta cũng có thể tạo được vô này, vô đi. Các bạn tạo, nó sẽ hướng dẫn các bạn chọn tường, chọn này. Có muốn chọn tường trên hay không? Confirm. À. Rồi các bạn chọn các cái thông số vào, đặt tên tường, rồi concrete cover, rồi cốt thép, vân vân ha. Men rebar, lại stirrup hoặc pin, tạo cốt thép. Đây. Cốt thép là được tạo rất là nhanh. Như vậy. Thép mình tạo ở đâu nhỉ? Đây, cái quá trình tạo nó còn nhanh hơn là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái công cụ cơ bản như này để làm quen. Lúc sau nên mình nâng cấp lên khi mà công ty quy mô lớn hơn hay là những dự án phức tạp hơn, thì cái việc mà sử dụng cái cách lập trình, cái tool này, add-in này rất là tiện lợi. Mà hơn hẳn nữa là trong online, cái việc mà quản lý chứa cái mô hình cốt thép rất là dễ dàng, nó không có quá nặng cho những cái máy cơ bản, không cần phải yêu cầu cấu hình cao mà vẫn có thể tải được dữ liệu, chia sẻ được cái dữ liệu cốt thép. Rồi thì chúng ta như vậy là các cái rồi. À, để kết thúc thì chắc mình chia sẻ với các bạn một cái video ngắn về một công trình. Tường. Ta sửa thông tin thì đây chỉ là ngôn ngữ thôi, chúng ta có thể chỉnh sửa lại. Tường. Tường dài nó tự động nó cắt nối thép chúng ta. Đây, còn thép là 14 mét đi, nó sẽ tự động nối thép. Rồi tạo những cái bảng thống kê. Rồi bây giờ một cái tường trong có lỗ là như thế này, lỗ cửa thì chúng ta cũng tương tự sẽ cắt vào những cái vị trí lỗ này. Đó, vì thiết kế nó rồi, cho nên tối ưu hơn. Rồi, update bảng thống kê. Bên này cũng lại tương tự cho cột này. Còn nhiều cột. Đó. Cũng là chỉnh các thông số. Rồi bên xia là một cái gọi là đinh chống cắt, đinh chống chọc thủng như những cái sàn phẳng. Đây. Tạo được. Rồi thống kê cho cái đinh này. Rồi đây là một cái dầm bê tông cốt thép cho theo tiêu chuẩn Việt Nam này. Đó. Cũng theo cách như trên. Đã tạo được cái dầm thép này, vị trí này nó uốn xuống này.
Ok thép nha. Đó, những vị trí đó. Rồi tạo mặt cắt tự động luôn này. Đây. Rồi. Và như vậy là chúng ta đã đi xong cái nội dung của bài của buổi webinar ngày hôm nay về khả năng triển khai cốt thép, dựng mô hình cốt thép trong online. Thì các bạn có thể đặt những cái câu hỏi về chủ đề này, nếu các bạn góp ý cũng có thể để lại comment dưới hoặc gửi về email của mình.